Tô Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FE của năm 2022. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu các bạn nha. Và thông qua video này, Top 5 sẽ điểm ra 5 lý do lên chọn và đáng mua nhất trên mẫu xe Honda Future ở đây. Đồng thời cũng sẽ thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 9 năm 2022 để với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo thông qua video của mình. Đầu tiên là một ngoại hình với một chiếc xe A như một chiếc xe Honda SH thu nhỏ với hộp số 4 cấp các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn chính diện ở phần đầu xe này. Hệ thống đèn pha LED. Phần bên dưới xi nhan giải đèn đờm mi cũng được trau chuốt rất nhiều, tạo cảm giác sang trọng hơn và rất nhiều những chi tiết được ốp chrome sáng bóng sắc sảo tăng thêm vẻ mạnh mẽ lôi cuốn cho tổng thể thiết kế của xe. Đây các bạn có thể nhìn ngang xe trên cái phiên bản màu sắc xanh xám này, rất đẹp các bạn nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây là một phiên bản cao cấp nhất. Với những ai là công chức nhà nước hoặc trung tuổi mà thích một cái sự lịch sự sang trọng thì mẫu xe này đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Điểm nhấn thứ hai, lý do thứ hai mình muốn nêu lên gửi tới các bạn chính là các nâng cấp và trang bị trên Honda Future. Với một mẫu xe số phổ thông như Honda Future được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc và rất nhiều những chi tiết trên xe được trau chuốt từ những cái logo của xe được in nổi 3D cực kỳ cuốn hút. Bên cạnh đó, phần thân và đuôi xe thì được thiết kế lại giúp cho xe trở nên gọn gàng hơn, thuôn hơn, không còn cục mịch như những phiên bản cũ trước đây. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh ở phía đuôi xe cho mình. Hệ thống đèn hậu này với phần tay dắt cũng như xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu để tạo ra cảm giác liền lạc hơn, đẹp hơn rất nhiều cho mẫu xe Honda Future. Rất ưa nhìn và tạo cảm giác lịch sự, không còn rời rạc như những cái hệ thế hệ trước các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn ở góc độ này nữa. Từ những phần hộp xích cũng được trau chuốt và làm rất đẹp. Phần yên xe. Yên xe của phiên bản năm 2022 thì gần như tông xuyên tông màu. Nó không giống như phiên bản năm 2021 trở về trước với những cái yên màu nâu để tạo cảm giác đối lập hơn. Còn đây ấy, nó tông xuyên tông, đen là đen toàn bộ của cái phần yên xe luôn. Mặt đồng hồ cũng được làm lại rất đẹp luôn, các bạn có thể theo dõi. Thay đổi hoàn toàn tạo cảm hứng đồng hồ của những chiếc xe hơi nha. Gồm 4 thành phần chính: đồng hồ analog báo tốc độ này, báo lượng xăng và báo cấp số, xi nhan vân vân. Chìa khóa thì 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Đây là một cái trang bị rất tốt cho một mẫu xe số phổ thông tính như thể hiện tại. Mình sẽ mở cốp xe ra. Với một mẫu xe số phổ thông nhưng tôi đang có thể đánh giá rằng cốp xe của mẫu xe này rất rộng luôn. Các bạn có thể để được cả một chiếc mũ full face cả đầu. Top 5 cũng đã thử rồi, để được toàn bộ luôn. Bình xăng cũng khá là lớn. Đặc biệt hơn nữa là mẫu xe này có thêm một tính năng là full xăng điện tử FI nên mẫu xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ ăn vào khoảng tầm 1,54 lít trên 100 km, gần như tiết kiệm nhiên liệu nhất tính đến thời điểm hiện tại các bạn nha. Lý do thứ ba mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn chính là động cơ của Honda Future. Hiện tại mẫu xe này sở hữu khối động cơ là 125 phân khối xi lanh đơn, tạo ra công suất là 9,15 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 10,2 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng trên phút. Nhờ sự thay đổi này mà mẫu xe có công suất mô men xoắn tăng lên 1% so với thế hệ trước, cũng như tiết kiệm nhiên liệu và cái hiệu quả đem đến cảm giác vận hành vượt trội hơn rất nhiều. Lý do thứ tư mình muốn nói đến các bạn ấy là hiện tại mẫu xe Honda Future là một mẫu xe có độ hoàn thiện tốt nhất các bạn nha. Theo như những gì Top 5 có hỏi từ những bạn thiết kế sản xuất ra mẫu xe này trong công ty Honda Việt Nam thì từng con ốc, từng những cái vị trí trên xe được trau chuốt và hoàn thiện tốt nhất trong những dòng xe của Honda tính thời điểm hiện tại. Lý do cuối cùng chính là phần giá bán trong thời điểm này. Có những thời điểm mẫu xe Honda Future tăng giá lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, giữa tháng 9 của năm 2022, và các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết trên màn hình, nói có sách mà mách có chứng, Top 5 có chụp hình lên đây cái bảng giá và cắt ra đây để gửi đến các bạn cùng tham khảo bảng giá của dòng xe Honda Future trong thời điểm giữa tháng 9 của năm 2022. Với mẫu xe Honda Future với mã V00 là sử dụng hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Phanh đĩa vành nan hoa. Giá bán hiện tại là 31.200.000 đồng. 31.200.000 đồng. Các bạn đăng ký ở huyện mất thêm là 1.200.000. Còn đăng ký ở thành phố mất thêm 2.400.000. Rất rõ và cụ thể luôn. Số tiền mình báo đến các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký các bạn cứ cộng thêm cho mình. Huyện là 1.200.000, thành phố là 2.400.000.
Còn với phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây với mã là V01, mẫu xe Honda Future FI phiên bản phanh đĩa, vành đúc, giá bán hiện tại nhỉnh hơn 2 triệu là 33 triệu 200 nghìn đồng. Tiền đăng ký là 1 triệu 250 nghìn đối với hộ khẩu ở huyện, còn ở thành phố là 2 triệu rưỡi. Rất chi tiết cụ thể để các bạn có thể tham khảo như vậy trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Đấy, mình có thể báo rất cụ thể luôn toàn bộ giá xe gửi tới các bạn. Có những thời điểm, những tháng trước đây giá bán lên tới gần 40 triệu, thậm chí phiên bản các bạn đang theo dõi còn có giá hơn 40 triệu cơ. Nhưng trong giữa tháng 9 của năm 2022 này, giá bán đã giảm đi rất nhiều rồi. Đó là một số những nội dung mình muốn đưa ra thông qua video ngày hôm nay gửi tới các bạn, bao gồm có 5 lý do để là những cái lý do nên mua cái mẫu xe Honda Future trong thời điểm hiện tại với mức giá bán này, với những cái gì mà Honda trang bị cho mẫu xe Honda Future. Rất chi tiết các bạn nha. Và nói gì thì nói, với một mẫu xe không có cái gì là hoàn thiện 100% cả. Sẽ có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Ưu điểm thì Top 5 cũng đã chia sẻ với 5 lý do như vậy rồi. Tuy nhiên, nhược điểm thì mình có thể đánh giá như sau. Với mẫu xe Honda Future thì yên xe có vẻ hơi cao một chút, nên nó sẽ không phù hợp với những khách hàng nào có cái thể hình hơi thấp thấp các bạn nha. Với những ai vào khoảng tầm trên 1m65 trở lên, điều khiển mẫu xe này sẽ cực kỳ ok hơn. Cái điểm yếu thứ hai nữa là yếm xe nó sẽ hơi ôm sát vào xe, do đó cái khả năng mà chắn mưa gió không được tốt lắm. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Đấy là mình có thể đưa ra hai cái nhược điểm trên mẫu xe Honda Future này. Còn một cái nội dung mà chắc chắn các bạn hoàn toàn có thể thay thế được trên mẫu xe Honda Future chính là hiện tại mẫu xe Honda Future các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, nó đang không có hệ thống tắt bật đèn pha. Tắt bật đèn pha các bạn nha. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể bỏ ra 50, 70 hoặc 100 nghìn để có thể lắp cho mình những cái công tắc zin để có thể tắt được cái hệ thống đèn pha trên mẫu xe Honda Future ở đây. Cái đấy mình gọi là một nhược điểm, tuy nhiên thì vẫn có thể khắc phục được một cách dễ dàng với mẫu xe Honda Future này. Và đó là một số những cái nội dung ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video này một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất. Các bạn nào muốn quan tâm đến trực tiếp đại lý xe máy Lai Châu để tham khảo xe cho mình với đầy đủ các phiên bản màu sắc khác nhau đang có mặt ở đại lý, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là chủ đại lý với số điện thoại 0969188283 sẽ được anh Thứ tư vấn cụ thể gửi đến các bạn về mẫu xe Honda Future trong thời điểm này, giá bán rất tốt tại Lai Châu mình các bạn nha. Rồi, cái đoạn video này của mình, nếu các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.